Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì em sẽ giải đáp một cái thắc mắc, một cái câu hỏi mà được đặt ra rất là nhiều đến từ tất cả các bác khách hàng và cũng như là đến từ các bác có niềm đam mê đồng hồ cổ. Thì đó là về cái vấn đề đó là chỉnh cách chạy nhanh, chỉnh chạy nhanh, chạy chậm cho một sản phẩm đồng hồ. Thì khi đồng hồ của các bác có trường hợp là chạy nhanh hoặc chạy chậm thì các bác nhẹ nhàng nhấc quả lắc ra như thế này giúp em nhé. Nếu là chạy nhanh thì các bác hạ bớt quả lắc xuống với thao tác là mình sẽ vặn con ốc đi xuống dưới cho em. Đấy, và khi vặn xuống dưới các bác thấy nó có một điểm hở đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải đẩy quả lắc xuống cho nó sát xuống với con ốc. Đấy, đẩy xuống phía dưới các bác nhé, cho nó sát với con ốc. Đấy, đẩy xuống để cho nó khít vào như thế này. Còn nếu trong trường hợp đồng hồ các bác là bị tình trạng là chạy chậm thì mình sẽ vặn con ốc lên cho em. Và khi chúng ta thao tác vặn lên ấy, thì quả lắc này, mặt quả lắc nó sẽ tự đẩy lên phía trên. Chúng ta cứ vặn lên cho em. Đấy, vặn lên bao nhiêu thì các bác cứ ước chừng cho em. Ví dụ là vặn lên cho em trung bình là tầm 5 đi, tầm 5 vòng ren. Đây, và sau khi vặn lên hoặc vặn xuống thì chúng ta lại tiếp tục treo quả lắc về vị trí cũ. Đấy, và sẽ dao động quả lắc thật nhẹ để cho nó chạy vào hoạt động. Sau khi căn chỉnh, treo lên và cho chạy trong thời gian là 24 tiếng sau. Đấy, sau 24 tiếng, các bác thấy vẫn có tình trạng chậm, thay vì là chưa chỉnh chậm 10 phút mà chỉnh xong rồi nó chỉ còn chậm lại là 5 phút thôi, thì chúng ta lại tiếp tục làm thao tác đấy, nhấc ra và căn chỉnh lại một lần nữa. Đấy, và treo lên, nhớ giúp em là theo dõi trong 24 giờ sau thì chúng ta mới chỉnh tiếp các bác nhé. Vâng, rất cảm ơn các bác đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.